miệt mài chạy đua theo cuộc đua của người trưởng thành, nhưng đôi khi con lại quên ngày về thăm mẹ. Đã bao lâu rồi mình chưa về thăm mẹ? Mẹ! Vô đây này, tôi chọn về thăm mẹ. Vì đối với tôi, mẹ chỉ có một trên đời. Ngày Vu Lan, mẹ cài lên cánh hoa hồng này cho con. Mà tại sao Vu Lan này, bạn có về thăm mẹ không?